Chị Lộ Tư và Trần Chiết Viễn lộ bằng chứng phim giả tình thật. Lộ Tư và Trần Chiết Viễn ngày càng giống nhau, khán giả đều đặt ra nghi vấn phim giả tình thật. Sau thành công đầy bất ngờ của bộ ngôn tình thanh xuân vụng trộm không thể giấu, tên tuổi của Trần Chiết Viễn và Lộ Tư càng trở nên nổi tiếng. Sự chú ý của khán giả dành cho cặp đôi này cũng ngày càng tăng cao, mọi động thái của họ đều được dân mạng soi kỹ, nghi vấn phim giả tình thật cũng dần trở nên bùng nổ. Mới đây, cộng đồng mạng người hâm mộ của cặp đôi Trần Chiết Viễn, chị Lộ Tư lại được fan xôn xao khi một bức ảnh so sánh sự giống nhau giữa Trần Chiết Viễn và chị Lộ Tư được lan truyền. Theo đó, mặc dù được ghép từ hai bức hình khác nhau, Lộ Tư và Chiết Viễn vẫn gây bất ngờ vì sở hữu nhiều đường nét gương mặt giống nhau. Nhiều bình luận còn cho rằng Lộ Tư chính là phiên bản nữ của Trần Chiết Viễn và Trần Chiết Viễn là phiên bản nam của chị Lộ Tư. Thậm chí một số cư dân mạng còn cho rằng Trần Chiết Viễn cũng có nhiều nét tương đồng với bố của Lộ Tư. Trong một bức ảnh của bố Lộ Tư được đăng tải trước đó, có thể thấy khi đặt cạnh ảnh khoe góc nghiêng của Trần Chiết Viễn thì cả hai lại vô tình rất giống nhau. Fan của cặp đôi vụng trộm không thể giấu cho rằng Trần Chiết Viễn và chị Lộ Tư ngày càng có nét giống nhau. Đây phải chăng chính là tín hiệu của vũ trụ cho thấy cặp đôi hot nhất nhì showbiz hiện nay đã chính thức rơi vào lưới tình ngay khi hợp tác cùng một dự án.